Ok, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cả quyển sách Computer Networking. Và trong các buổi trước thì mình đã đi xong hai cái định nghĩa của tác giả về Internet rồi. Internet là gì? Và đây là cái định nghĩa thứ ba. Tất nhiên không phải về Internet nữa, mà là về protocol, tức là giao thức. Thì hai cái định nghĩa về Internet và cái định nghĩa về protocol này sẽ là ba cái định nghĩa đầu tiên và cũng có lẽ là nền tảng nhất chúng ta cần phải nhớ khi mà nhắc đến mạng Internet nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi protocol là gì, giao thức là gì, giao thức thì có vai trò gì. Thì để dễ hiểu hơn, tác giả đã đưa ra một cái sự so sánh đối với cả con người. Ok, thì về bản chất ấy, là con người thì thực hiện giao thức lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thực hiện giao thức đấy, chứ không phải giao thức là một cái gì xa lạ đâu, chỉ là chúng ta không nhận ra là chúng ta đang thực hiện giao thức thôi. Cân nhắc này, khi mà chúng ta muốn hỏi ai đó về thời gian trong ngày đó, thì tác giả có một cái hình ảnh ở trong cái figure 1.2 đây, đây là cái sơ đồ đây đó. Đây là cái cách hỏi đúng không? Và nó sẽ tương tự như là cái protocol của máy tính vậy. Đó. Thế thì đây là cái hình ảnh các mọi người có thể nhìn ở trong sách nhé. Link tải sách thì mình vẫn luôn để ở phần mô tả. Ok. Thế thì tác giả sẽ giải thích này. Giao thức của con người hay còn gọi là cái good manners, tức là những cái quy tắc xử sự cơ bản, cái phép lịch sự tối thiểu. Đó. Thì chỉ ra rằng là gì? Thường là cái người đầu tiên, cái người muốn hỏi ấy, sẽ đưa ra một cái lời chào, ví dụ như là hi, xin chào, để bắt đầu cái cuộc nói chuyện. Và thường thì cái người mà được phát triển cũng sẽ chào lại đúng không? Ở đây là bằng một từ hi tiếp, chào lại. Đó. Và sau đó thì khi mà cái người mà hỏi, người ta nhận được cái lời đáp lại từ cái người được hỏi rồi ấy, thì họ sẽ bắt đầu tiến hành là gì, hỏi về cái thời gian đó. Thế thì khi mà cái người đầu tiên muốn bắt chuyện chào đúng không, chào, thì cái người được chào ấy chưa chắc người ta đã chào lại. Có nhiều trường hợp người ta sẽ kiểu khó tính, như là bảo là đừng có làm phiền tao, hay là tao không biết nói tiếng Anh đâu, đừng có hỏi đấy, kiểu vậy. Thì cũng sẽ là một cái cách response và cũng là một cái protocol đúng không? Chỉ là nội dung nó khác thôi. Đó. Thế thì trong cái trường hợp thứ hai đó thì cái người mà bắt chuyện ý sẽ hiểu rằng là à, mình không nên hỏi thêm, mình không nên hỏi về thời gian, bởi vì người kia người ta không sẵn sàng nói chuyện, không sẵn sàng trả lời. Đó. Và đôi khi thì khi mà chúng ta bắt chuyện, ví dụ ra ngoài bắt chuyện với gái chẳng hạn, thì nhiều khi gái nó còn lơ mình đi luôn đúng không? Nó chẳng thèm trả lời, nó chẳng thèm nói là nó thích hay nó không thích, nó chỉ lơ mình đi thôi. Thì trong máy tính cũng thế, nhiều trường hợp là không phải cái request nào cũng được response. Đó. Thì đại khái cái phần mà nói về con người ấy, thì nó là như vậy. Nó là một cái sự tương đồng, và cái protocol của máy tính được tạo ra không phải là tự nhiên mà có, mà thực ra là nó dựa trên những cái sự đối chiếu so sánh với cả cái thế giới thực, thế giới loài người thực. Đó. Thì hãy cùng xem cái ví dụ thứ hai. Đó. Giả sử như chúng ta là một cái sinh viên đại học. Đó. Và giảng viên thì đang rất là đắm chìm vào trong cái việc giảng dạy về về giao thức. Mình thì chưa hiểu lắm. Giảng viên mới dừng lại và hỏi rằng là thế có ai có câu hỏi gì không? Một câu hỏi rất là phổ biến đúng không? Câu hỏi rất phổ biến. Đó. Và đấy cũng chính là một cái thông tin mà người giảng viên truyền cho học sinh của mình. Đấy. Và trong trường hợp này mình mới giơ tay lên, bởi vì mình đang 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 confused mà, mình đang không hiểu bài mà. Đó. Và cái hành động giơ tay đấy lên nó giống như là cái hành động là đáp lại cái message của người thầy giáo, đáp lại cái lời nhắn của thầy giáo.
và người thầy giáo nhận thấy rằng là à có đứa muốn hỏi và mới nói rằng là ừ em hỏi đi. Đấy lại là một lời đáp lại của người giáo viên cho cái hành động giơ tay của mình đó. Và sau đó thì mình mới hỏi, mình hỏi xong thì người giáo viên sẽ nghe câu hỏi của mình đó, giống như việc là mình truyền thông tin cho giáo viên và người giáo viên nhận lấy cái thông tin đấy, cũng như là người giáo viên sẽ trả lời câu hỏi của mình, tương tự như việc là người giáo viên trả lại cho mình những cái thông tin mà mình cần đó. Thì cái việc mà mình hỏi rồi mình giơ tay cũng giống như việc là mình truyền tin, và việc giảng viên nhận cái nhìn thấy cái việc mình giơ tay rồi đáp lại câu hỏi của mình thì cũng giống như việc là mình là giảng viên nhận tin vậy đó. Và cái quy tắc mà giao tiếp đúng không, quy tắc là giáo viên hỏi mình giơ tay, mình hỏi giáo viên trả lời, nó cũng giống như là quy tắc trong máy tính thôi đó. Và từ đó thì người ta mới nói về cái network protocols, người ta mới đưa ra cái định nghĩa về network protocols, giao thức máy tính, giao thức mạng. Thì giao thức mạng nó cũng giống như là giao thức của con người, trừ là việc là chúng ta sẽ không không phải là con người nói chuyện với nhau, mà là những cái phần cứng và phần mềm nó sẽ trao đổi thông tin với nhau đó. Thay vì là con người thì sẽ là những cái phần cứng và phần mềm. À, tất cả những cái hoạt động ở trên internet thì đều bao gồm, đều liên quan đến hai hoặc là nhiều những cái entity, những cái thiết bị đi, tạm gọi thiết bị đi, giao tiếp với nhau đúng không? Và những cái sự giao tiếp đó thì được điều khiển bởi giao thức. Bất cứ một cái giao tiếp nào cũng đều phải tuân theo một cái giao, bất cứ một cái giao tiếp nào cũng phải tuân theo một cái giao thức nào đó. Ví dụ như là những cái giao thức về hardware implemented đó, ở trong two physically connected computers, tức là hai cái máy tính được kết nối vật lý với nhau đó, thì sẽ có một cái giao thức về phần cứng quy định và điều khiển cái dòng bit được truyền ở trên dây đó. Rồi thì congestion control protocols đấy, rồi thì là protocols in routers, những cái giao thức ở trong cái router của mình, cái mà packet switch đó sẽ quyết định là cái đường đi nào gói tin mà cái packet switch đấy nó mới nhận được ấy, thì cái router, cái packet switch đấy nó sẽ chuyển đi vào cái con đường nào trong vô vàn cái con đường mà được nối vào cái router đó. Đó thì một cái protocol nào đó cũng sẽ phải quy định rằng là mày phải đi đường này hay mày phải đi đường kia đó. Và protocol là cái cơ bản nhất và hiện hữu ở mọi nơi trên internet. Và như tác giả đã nói thì hầu hết cái quyển sách này đều sẽ nghiên cứu và đề cập đến các cái giao thức, các cái protocol đó. Ok, thế thì đại khái phần protocol mình nghĩ đọc đến đấy là hiểu. Và ở phần dưới thì tác giả có thêm một vài cái thông tin, một vài các cái example, ví dụ khác thì mọi người có thể chủ động đọc nhé. Và ở đây thì tác giả còn đưa ra cả một cái định nghĩa về protocol nữa. Thì định nghĩa chính xác về protocol nó là gì? Một cái giao thức thì sẽ định nghĩa một cái form hay là một cái thứ tự mà các cái tin nhắn được vận chuyển giữa hai hoặc là nhiều entity giao tiếp với nhau, cũng như là những cái hành động được thực hiện trong cái quá trình là vận chuyển, chuyển là gửi hay là nhận các cái tin nhắn cũng như là những cái sự kiện đó. Thì tất nhiên định nghĩa thì nó phải chuẩn chỉnh nhưng mà cũng hơi khó hiểu đúng không? Đại khái protocol sẽ quy định cái form của cái thứ mà mình gửi đi cũng như mình nhận lại, cũng như quy định luôn cái hành động gửi và hành động nhận của mình nó phải như thế nào đó. Quy định cả cái thứ được gửi và cái hành động gửi, cũng như thứ được nhận và hành động nhận đều phải được quy định bởi protocol hết đó. Thì nôm na mình hiểu là như vậy. Ok, thế thì hôm nay video mình xin phép được tạm dừng ở đây. Nó là nói về protocol, cũng là cái định nghĩa thứ ba trong phần giải thích
Internet là gì. Đó. Và trong phần tiếp theo thì tác giả sẽ đi vào cái Network Edge. Edge là rìa của mạng. Rìa của mạng chính là những cái thiết bị mà chúng ta đang sử dụng trực tiếp, những cái smartphone, tablet, rồi computer, tất cả mọi thứ mà chúng ta trực tiếp sử dụng. Đó. Ở phần rìa ngoài cùng. Ok. Thì mình xin phép được tạm dừng video ở đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì đừng ngại để ở phần comment nhé. Và nếu như bạn thắc mắc là âm thanh nhỏ thì một là do mic và hai là bây giờ là lúc 1:01 sáng. Mình cũng không dám nói quá to để mọi người ngủ nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.